Dạ, cô Minh Sai kính chào cô chú anh chị các bạn. Đó, sắp đến thì kính chúc cô chú anh chị xem clip ha, rồi chọn những cây cái thích hợp. Hey, cảm ơn cô chú đã ủng hộ ha. Đây, khách đã ủng hộ, xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi tiếp tục mình lên clip mới ha. Đó, sắp đến thì kính chúc cô chú anh chị dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Rồi bắt đầu mình lên clip mới thì cũng mini ha, nụ rất là nhiều để cô chú anh chị để bàn chi tết luôn. Rồi đã mất thời gian thì nhờ cô gái Minh Trang đẹp chia sẻ của chú anh chị chọn những cây thích hợp để kiểm cho tết luôn. Rồi, em chào anh, chào cô chú anh chị em mình đang xem clip tên Bonsai Sai Cần Thơ nhé. Hôm nay quay tới lại vườn của em thì em xin giao lưu tiếp tục là lô dảo mini bắt cặp siêu nụ ha. Số điện thoại giao lưu của em là 0968282738 và hiện tại số này cũng xài Zalo luôn nha cô chú anh chị em mình. Để không mất thời gian thì hôm nay em xin giao lưu với cái clip này là 1A. Rồi, clip này 1A cô chú anh chị bạn ơi. Dạ. Cái này thì hoành gốc phải 78 á, nên em không có đo hoành gốc tại gốc nhớt hết mà ghép liền thân liền cốt liền cành hết rồi. Thì em chỉ đo chiều cao và tán ngang thôi nhé. Và đặc biệt là vườn em có số lượng sỉ cho những cái lô hàng này luôn nha cô chú anh chị em. Mình muốn mua về bán lại Tết á, bán lại á, thì liên hệ em qua số điện thoại 0968282738 luôn ha. Rồi, em xin phép vô cặp đầu tiên luôn ạ. Cặp đầu tiên là cặp 1A ha. Rồi, cặp 1A chú nhiều quá. Siêu nụ nha cô chú anh chị em mình. Chiều cao là 47. Tán ngang là 43. Nốt nhiều ha, kẹo nè. Chiều cao là 52. Quá sao nốt. Tán ngang là 38. Cái này gì luôn ha. Nốt sáng tròn. Vàng đẹp ha. Dạ. 1A. Nốt quá trời nốt. 24. Cái gì không? Để chú. Tại gì á? Cái rồi. Gì á? Đừng. Rồi, cặp 1A cho lưu giá luôn. 1A em xin giao lưu với cả nhà mình là 550.000 em bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi, phép đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo mã cặp số 2A. Chiều cao 54. Tán ngang 42. Nó quét hiểu luôn ha. Chiều cao 38. Tán ngang 55. Cái này cái gì luôn ha. Rồi cái này là siêu nụ luôn nha cô chú anh chị em mình. Cái này là nè, coi nè, coi đây. Em bẻ nè. Em bẻ cái này mình phải gãi cái này thôi rồi. Quá xinh nốt ha. Rồi để luôn ha, để. Để đẹp lên chú chị bạn, nó rễ nè, nó cũ tròn do. Cục cục luôn. Rồi đồng giá luôn, mã số 2A. Đồng giá là 550.000 nha cô chú anh chị em mình. Rồi xếp đổi cặp luôn cô chú anh chị bạn. Tiếp theo cặp mã số 3A của chú gì bạn ơi. Chiều cao là 53. 59. Củ à. Tán ngang là 44. Củ nở tròn do. Tán ngang là 47. Củ đẹp luôn ha. Dạ. Cô chú anh chị em mình ngoài phía ngoài miền Bắc á là sắp sửa lại lá mai rồi nha cô chú anh chị em mình. Liên hệ với em qua số Zalo 0968282738 để em hướng dẫn cô chú anh chị em mình cái ngày lại lá lai mai nhé cô chú anh chị em mình. Sao nốt luôn ha. Rồi cặp mã số 3 cũng đồng giá luôn nha cô chú anh bạn, 550 một cặp. Bên. Bao ship luôn. Để sắp tới bạn đây con. Rồi. Chiều cao 48. Này cặp mã số 4 của chú anh chị bạn. Tán ngang là 34. Cũ. Tán ngang là 38. Trời, cái củ. Chiều cao là 57. Nút kẹo luôn ha. To tròn. Cái này cũng vậy luôn. Ba xe nút ha. Rồi bây giờ rồi. Rồi cái cặp mã số 4A này em cũng xin giao lưu với cả nhà mình là 550.000 ha. Quá trời cái củ. Em cũng bao phí ship toàn quốc luôn ha. Rồi phép đổi cặp luôn cô chú chị bạn ơi. Ừ. Gì vậy? Cầm đổi cặp luôn. Tiếp xong theo. Đi đi, đi đi tiếp con. Tiếp theo cái cặp này con. Xong rồi. Rồi, tiếp theo cặp mã số 5A của chú chị bạn. Chiều cao 52. Tán ngang là 48. Cũng đẹp. Chiều cao là 52. Củ quái đẹp luôn rồi chứ gì bạn. Tán ngang là 43. Nút thì bao la nè. Đó. Tròn cho ha. Đẹp luôn.
nè, nút kẹo luôn ha chú chị bạn nè, chi chít luôn nha, rất đẹp ha, nút kẹo luôn, củ đẹp luôn. Rồi cái mã số này 5A này em cũng giao lưu với cả nhà mình 550.000 ha, em cũng bao phí ship toàn quốc ha. Rồi ship đôi cặp luôn. Tiếp theo cặp mã số 6A. Đây cặp mã số 6A chú gì bạn. Chiều cao 43. Chiều cao 48. Này là cái củ 8042. 8052. Nút. Nút ha. To sáng. Dạ. Chùm cặp luôn. Số 6 này cũng giao lưu là 550.000 ha. Rồi quen dầm luôn. Siêu nụ nha cô chú anh chị em mình. Rồi sẽ đón cặp luôn cô chú chị bạn ơi. Mã số 6A. Dạ Phú Đức. Mini để bạn chơi Tết. Tầm giá 550k một cặp. Rồi cặp 7A cô chú chị ơi. Đây là 7A. 56 là chiều cao. Còn cái nút nè. 8 ngang là 45. À, xe nút nè. 8 ngang là 40. Cái này chiều cao là 62. Và xe nút luôn. Nút to tròn bự. Để con ghế đã cũ. Này cũ lậu lên ha, trời bá luôn. Dạ. Siêu nụ nha bà con. Học được cây của anh bà, học được siêu nụ, siêu nụ. Học được câu của anh con. Bà. Rồi đồng giá luôn cô chú chị bạn ơi. Đồng giá là 550.000 em bao phí vận chuyển nha cô chú. Rồi tiếp theo mã số 8A của chú chị bạn ơi. Chiều cao là 63. Tán ngang là 44. Tán ngang là 54. Củ đẹp ha. Chiều cao là 66. Củ nở nó quái luôn, đều luôn nè. Nút. Đều chứ ha. Nguyên chùm luôn nè. Rồi cái này cũng vậy luôn ha. Nút rất là nhiều luôn ha. Rồi cặp mã số 8A của chú chị bạn ơi. Đồng giá luôn. Rồi xếp đỡ cái luôn. Đồng giá 550k một cặp. Rồi tiếp theo mã số cái này 9A chú gì bạn ơi. Lùng lực tròn do. Chiều cao 52. Củ tròn do. Tán ngang là 37. Đây củ nở nữa. Tán ngang là 40. Nút ha. Chiều cao là 41. Nút rất là nhiều nè. Đây nút quá trời nút luôn ha. Đây nữa nè. Tàn tròn nút rất là nhiều, củ bự. Rồi, dòng giá luôn ha, giá luôn giá. Dạ, 9A này cũng là đồng giá 550.000 nha. Cái này lùng lùng mà nhưng mà nó rất là lực nha, siêu nụ luôn ha. Lùng lùng vậy mình để bàn rất là đẹp nha cô chú anh chị em mình. Cái này nó không... không sao. Gì? Gớt, tay liền ở trên không sao. Chiều cao là 41. Ừ, gớt nhưng mà cái bầu cứ ngắt. Chiều cao là 44. Ừ, tán ngang là 55. Dạ, cái này nó rất là lùng lực mà. Tán ngang là 32 á. Rồi xe nút ha. Kẹo luôn nè. Rồi tan dạ, 10A này em cũng giao lưu với cả nhà mình 550.000 luôn. Em bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi củ để nở cho chú chị bạn. Đẹp luôn ha. Rồi đỡ cây luôn. Rồi tiếp theo 11A. 52 là chiều cao. 51 là chiều cao. 32 là tán ngang. Ồ, cua nở nằm dưới ha. 39 là tán ngang. Đủ đều ha, nhiều. Rồi cây 10, cây 11A này cũng giao lưu là 550.000 ha. Cây này cũng gì luôn ha. Siêu nụ nha bà con. Rồi quay vòng luôn. siêu nụ nha bà con. Rồi đồng giá của chú chị ba. Đặc biệt cái lô này cho miền Bắc của mình là bao đẹp luôn ha, bao nở luôn nha cô chú anh chị em. Rồi, mình tiếp theo mã số 12A của chúng ta. Còn miền Nam thì ok luôn ạ. À. Chiều cao là 60. Tàn tròn bự ha. Tán ngang là 38. Nút ha. Chiều cao là 42. Tán ngang là 52. Cái này gì luôn ha. Nút to tròn sáng. Rồi để luôn. Tròn do nè. Cái này cũ quá trời bự luôn nè, nó nằm sáng siêu siêu.
hết hồn cũ ha. Nút kẹo ha, quay vòng luôn. Rồi mã số. Mã số 12. Siêu nụ nha bà con. Rồi đồng giá luôn chú chị bà. Đồng giá 550.000 luôn nha. Rồi phép đổi cái luôn. Tiếp theo mã số 13. A của chú chị bà. Tàn tròn. Chiều cao là 61. Chiều cao. Tán ngang là 46. Là cũ. Chiều cao là 67. Cũ đẹp ha. Tán ngang là 39. Sốt rất là nhiều. Kẹo luôn ha. Sao xách kẹo đó vô? Nụ rất là kẹo luôn. Hóa xa nụ luôn ha. Nè, nụ chi chít luôn. Rồi, quay vòng cái lô giá luôn. Cậu 13 em này cũng nhau lưu với cả nhà mình 550.000 luôn á. Rồi, cho phép đổi cặp ha, con đứa nhà ba. Ủa, chà bá luôn á. Nằm ở đây ha. Rồi, tiếp theo. Lập mã số 14A. 14A. Sửa tặng lại. Chiều cao 55. Chiều cao 65. Nốt quá trời nốt rồi ha. Nụ cái này kẹo chứ. Tán ngang 42. Cái này ha. Tán ngang 44. Qua cái nút ha. Để à. Để nó cũ đẹp. Cũ chà bá luôn. Nó cũ chà bá luôn ha. Tàn tròn. Ông để chứ ông ngoại chỗ nào kìa, đừng hờn kinh người kinh cây gì nữa sao kém. Rồi, quay vòng. Người Nam người Bắc sao kém. Mã số 14A của chú 14A là 550.000 á. Rồi, phép đổi cặp luôn. Dạ, cũng cho luôn 550.000 luôn. Rồi, phép đổi cặp luôn. Rồi, tiếp theo mã số 15A. Chiều cao 52. Nút kẹo. Tán ngang 46. Đội hình đang rối. Tán ngang 38. Nút kẹo. Chiều cao 56. Để quái. Nào. Còn là đứa là nôm nở quái luôn. Nhưng đẹp ha. Tàn tròn, mini. Quay vòng. Rồi giá giao lưu luôn. Lòng dạ, cái cặp 15A này cũng là 550.000. Số điện thoại giao lưu của em là cũng 0968282738 nha cô chú anh chị em mình. Chiều cao là 53. Rồi, tiếp theo đây mã số 16. 8041. Nút. Tán ngang là 40. Chiều cao là 54. Cũ quái đẹp. Nút bao la. Cũ nở luôn, chà bá luôn ha. Nụ nè. Kẹo luôn ha. Chùm. Rồi, quay vòng lưu giá luôn. Rồi, cặp 16A này cũng giao lưu là 550.000. Em bao phí ship toàn quốc luôn ha. Rồi, phép đổi cái luôn. Rồi tiếp theo đây mã số 17A có đến gì cả. Chiều cao là 56. Chiều cao là 51. Cũ thì tán ngang là 42. Này cũ nở. Tán ngang là 42. Nút dưới đây ha, nhóc kìa. Rồi siêu kẹo luôn. Ủa cái này siêu. Cái này lá còn ít hơn cái nút luôn á. Qua xe nút ha. Dạ. Còn cái này cái gì nè. Trời dạ, ơi. Chùm 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 chùm. Chi chích luôn. Dàn hực tròn do sáng hới. Sáng giờ luôn. Rồi mà 17A này em cũng giao lưu là 550.000. Em bao phí vận chuyển ha. Rồi xếp đỡ cây luôn. Rồi tiếp theo mã số 18A. Tàn tròn. Chiều cao là 46. Cũng cái đẹp. Này nó lùng nhưng mà nó rất là khỏe, lùng lực luôn ha. Tán ngang là 36. Nút bao la. Chiều cao là 54. Tán ngang là 42. Cái cặp mấy cặp vai mai này của em lùng lùng để bàn uống nước trà nó phòng khách là rất là đẹp nha cô chú anh chị em mình. Nút kẹo luôn ha. Cũ nở ha. Quay vòng luôn. Rồi đồng giá luôn chứ gì. Rồi đồng giá 550.000 luôn ha. Rồi tiếp theo cặp số 19. 19A. Tuy nó lùng lùng mình để phòng khách rất là đẹp ạ. À. 54 là chiều cao. Rồi quấn cái đấy nè. 46, cũ rất là đẹp luôn á. Cũ nở. Tán ngang là 29. Nút kẹo ha. Tán ngang là 30. Đầu nè, nút nè.
quá xa nút ha. Quá trời nút luôn. Ở cái củ này mình nuôi ha. Nút sáng. Nuôi tròn. Cái này 1 2 năm nữa cái củ này nó phình lên nó đẹp. Củ này quái đẹp luôn. Tròn do luôn ha. Cặp 10 giờ này 19. 19 nè. Rồi. Rồi phép đỡ cặp luôn của chú anh chị bạn ơi. Rồi tiếp theo cặp mã số 20A của chú anh chị bạn ơi. 20A nhé. Chiều cao 55. Tán ngang là 50. Cụ đẹp ha. Chiều cao là 36. Ở tán ngang là 36. Này thường nó giấu chiều ở đây. Chiều cao chứ. Là 51. Nụ rất là kẹo luôn nè. Tròn. Nụ xì chích luôn ha. Chùm chùm luôn rồi của chú anh chị bạn. Đây em gì luôn ha. Rồi, giá đồng giá luôn chú chị bạn. Đồng giá cặp 20A này đồng giá là cũng 550.000 ha. Rồi phép đổi cặp luôn. 21 bé cho lên 21 bé. Tiếp theo mã số 21A. Tàn tròn do. Chiều cao là 55. Củ đẹp ha, nở nha. Tán ngang 37. Chiều cao 63. Nút bao tán ngang 49. Trời, nút dàn hợp chi chích nha. Đó. Trái trên đọt luôn á. Cây ở đây cái gì luôn ha. Rất là nhiều ha. Wow, cái cụ nó nôm quái đẹp luôn. Rồi, cặp mã số 21A cũng đồng giá luôn. Cặp 21A này cũng đồng giá 550.000 luôn ha. Rồi, phép đổi cặp luôn. 22A. Chiều cao 61. Chiều cao 61. Cũ. Quái nở. Tán ngang 32. Để nở. Tán ngang 49. Kẹo nữa. Quá trời luôn. Chắc là nhiều ha. Chùm chùm luôn. Cái này là nụ nút quá trời nụ nút luôn ha. Siêu luôn. Quay dọc. Rồi. Cái cặp 22 này cũng giao lưu là 550.000 luôn ha. Rồi, phép đổi cặp luôn của chú gì bạn ơi. Tiếp theo cặp mã số 23A. 24. Chiều cao 63. Quá trời nút luôn. Để nở. Tán ngang là 48. Của cho bá này nè. Ồ, chiều nút cao là 66. Ồ, nút chi chích luôn ha. Tán ngang 42. Quá trời nút luôn. Lâu này là lâu siêu nụ nha bà con. Ừ, nút nè. Nút vàng gì mới đẹp nè. Chất lượng. Dạ. Rồi lưu hai cây hai cặp 23 này cũng giao lưu với cả nhà mình là 550.000. Rồi sắp đổi cặp luôn rồi chú chị bạn này. Tiếp đi. 24A. 24A. Củ trần chứ trà bá luôn ha. Chiều cao 90, 26, 25. Củ đẹp. Củ đẹp luôn nè. Nở. Tán ngang 46. Bao là. Chiều cao là 34. Tán ngang là 50. Chiều cao là 51. Tán ngang là. Ồ, nút chi chích luôn. 41. Ồ, nút nè. Tùm lum hết trơn ha. Coi nè. Nhà khách gì nhìn gì mới thích nè. Đó. Rồi coi chú chương trình ha. Từ trên đọt luôn nha. Rồi lại ha. Đó, dài dài xuống. Nhìn thấy ghiền ha. Phát hồn. Cũ lần qua rồi. Đổi cặp luôn. Rồi. 24 này cũng 550.000 nha cô chú anh chị. Rồi cặp 25. Rồi này cặp 25. Chiều cao 51. Chiều cao 66. Nút nè. Tán ngang 40. Quá trời nút chi chích luôn ha. Tán ngang 41. Rồi cái này cũ luôn. Cặp 25 này cũng giao lưu với cả nhà mình 550.000 luôn ha. Rồi nút nè cô chú anh chị ơi. Nút này bảo đảm. Rồi quay vòng cho luôn giá luôn. Rồi. Rồi đồng giá luôn rồi chú. Đồng giá 550.000. Rồi tiếp theo rồi, cặp mã số 26A. Chiều cao 61. Chiều cao 66. Rồi cũ luôn. Tán ngang 48. Cái bá. Tán ngang là 32. Trời ơi, chưa khoảng nó lúc này. Nút ngon quá nhỉ. Ăn không được đâu. Ngon không được. Rồi đây nút rất là kẹo luôn ha. Để nè trời đẹp ha. Rồi quay vòng. Để nở.
Cây này càng to, nụ nhiều. Rồi, với lô giá luôn, đồng giá. Rồi, đồng giá là 550.000 và cây hai mã số 26 này cũng cây em kết thúc cái clip hôm nay. Cuối clip thì em xin kính chúc cô chú anh chị em mình xem clip vui vẻ và chọn được cây ưng ý thì liên hệ em qua số điện thoại là 0968 282738 ha. Và kết bạn em số điện thoại Zalo này luôn. Cô chú anh chị em nào có lấy sỉ về bán lại thì cũng liên hệ em và kết bạn em qua số điện thoại này luôn ha. Em xin chào cô chú anh chị em và hẹn cô chú anh chị em gặp lại cái clip tiếp theo của em ạ. Rồi, xin chào Điệp luôn, chia sẻ. Cảm ơn cô chú anh chị là xem ha. Nhãn mã số cây nào liên hệ trực tiếp của Điệp chúng kênh ha. Đặc biệt là đế đẹp, nụ rất là nhiều, chơi Tết luôn. Rồi, xin chào luôn cô chú anh chị em ơi.